Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ tường thuật lại chuyến đi Roma 4 ngày tây của mình. Phần 1, đường lên đến Roma. Trời ơi, bọn mình bị lỡ cái chuyến xe buýt lên Roma, cho nên là phải khẩn cấp đi bắt tàu. Chưa bao giờ đi tàu luôn, thế là phải tìm hiểu xong rồi thì đi mua vé. Xong rồi bây giờ sẽ phải chờ tàu để lên Roma. Là đầu tiên trong đời mình đi tàu đây luôn. Hy vọng là cái chuyển biến tiếp theo mình sẽ bắt được đúng tàu mà không bị lệch một tí nào nữa. Đây là ga tàu ở thành phố Pesaro. Xe tưởng là xui vì bị lỡ xe khách, nhưng mà cuối cùng thì đi tàu khá là ok. Ở trên tàu rất là rộng rãi và có biển theo dõi các điểm đến nữa, cho nên là cũng không phải lo bị nhầm biển. Bây giờ bọn mình đã tới trạm trung chuyển thứ hai ở Fanconara, Binario Uno, cái số 1. Bây giờ sẽ phải ở đây để đợi chuyến tàu tiếp theo đi thẳng đến Roma luôn. Đây chính là những cái đường ray. Các loại. Ok, bây giờ tầm 5 phút nữa là sẽ có tàu. Đây chính là cái bảng các tuyến. Đây là số của những cái ray, những cái đường binario, đường ray mà bọn mình sẽ đi. Sẽ phải để ý đây là đường ray số 1. Đây. Và sau đó sẽ đợi cái tàu đi đến và lên. Ở trên tàu có cái cửa sổ rất là to, mình có thể ngắm cảnh đồng quê làng mạc dọc cả nước Ý luôn. Rất là đẹp. Ở trên tàu thì cũng ít người nữa, có thể là do mùa này không phải mùa cao điểm, cho nên là những người đi du lịch, mọi người đi du lịch không đông lắm, cho nên là mình rất là may mắn khi mà chọn cái đợt này để đi du lịch. Chúng mình vừa mới đi ra khỏi ga tàu của Rome, đây chính là ga Termini. Bây giờ ba chị em đang đi ở cái đường. Cái đèn ở Colosseo. À nhầm, ở đâu? Ở Roma. Thỉnh thoảng lại nháy phát. Wow, dễ vào phát là thấy Colosseo. Bây giờ thì đang đi ngắm tạo trước xung quanh, bởi vì là bọn mình vừa mới tới chiều tối nay, bây giờ đi ngắm trước thôi. Sáng mai sẽ quay lại khu vực này. Nhìn ban đêm thì nó có kỹ thuật của ban đêm, nhưng mà mình nghĩ là ban ngày thì sẽ đẹp hơn. Rất là to, nhưng mà nên ảnh thì không được đẹp như là được nhìn. Hôm nay chúng mình sẽ đến Vatican gặp Đức Giáo Hoàng. Đây là Roma lúc 6 giờ sáng. Đây là chỗ mình ở. Bây giờ hôm nay mình dậy thật là sớm, bởi vì là mình sẽ đến Vatican để gặp Đức Giáo Hoàng. Dự kiến còn nếu mà không được thì cũng xui. Nhưng mà theo như mình tìm hiểu thì sẽ bắt đầu xếp hàng từ lúc 7 giờ và lấy vé để gặp Đức Giáo Hoàng thì phải đến thật sớm và tranh được hàng ghế đầu, nên là mình đã dậy từ 6 giờ. Bây giờ mình đi bộ đến đấy chắc là đến là tầm khoảng 6:30 hoặc 7 giờ gì đó. Sau đó thì mình sẽ xuất hàng và hy vọng là hôm nay mình sẽ gặp được. Mình đã đi bộ gần 1 tiếng đồng hồ thì đã đến cái cầu, và bước qua cái cầu này sang bên kia sẽ là Vatican. Đây chính là lời thiên thần. Đi bộ bở hơi tay luôn. Đây chỉ là đăng cầu để bước vào Vatican. Ôi, bọn chim kia chính là chim hải âu đấy, chứ không phải bồ câu nữa luôn. Hải âu này, bởi vì Rome khá là cạnh biển. Ôi, một đống hải âu luôn. Chắc mặt mình là tòa thánh Vatican. Ôi, hải âu này rất, bọn nó bay thấp luôn đấy. Ở dưới này rất là nhiều. Bọn dưới này là cả chim bồ câu và hải âu. Ôi, xa xa chính là đền thánh. Thì mình sẽ đi xếp hàng để lấy vé. Không biết là các chú ấy để bắt mình lấy vé ở đâu đó. Hy vọng là mình sẽ lấy được vé để vào chỗ với Đức Giáo Hoàng. Hào hứng quá.
Bây giờ mình không biết là đi lấy vé ở đâu nữa. Vừa hỏi mấy chú công an ở đằng kia nhưng mà các chú ý không biết. Trời ơi. Chắc đấy mình sẽ chiêm ngưỡng cái ở chỗ Vatican này sau vậy. Bây giờ đi tìm vé đã. Lúc nào mà các bạn đến đây thì nhớ đi sang sườn bên trái. Khi mà các bạn đứng đối diện với tòa thánh Phêrô thì hãy nhìn sang sườn bên trái. Thì sẽ là cái chỗ mà mọi người sẽ xếp hàng để đến quầy check in vào bên sảnh bên trong, nơi mà có nơi để gặp Đức Giáo Hoàng đó. Có một cái đội quân ở đây mà mình không biết là họ là ai nữa. Nhưng mà nghe các chú ý nói thì không phải là cảnh sát đâu. Đây là chỗ để check in vào quầy của Vatican. Bình thường thì mọi người sẽ có cái check vé màu da cam như thế này, nhưng mà bọn mình là vé đặc biệt nên là sẽ là vé màu xanh. Tự nhiên được cho tường kinh vé màu xanh. Qua hàng rào này và Đức Giáo Hoàng ngồi ở đây. Đây là các cái chú mà sẽ check in. Vé xanh sẽ đường này, còn vé màu cam thì sẽ phải đi cửa sau, cửa này cửa xa hơn, và sẽ ngồi hàng ghế thường, có nghĩa hàng ghế đằng sau cửa tấp này đó. Lễ đã bắt đầu rồi và mọi người đang chuẩn bị các đang đọc cái bài đọc đầu tiên. Chuẩn bị đi qua chỗ mình và mình sẽ được chạm vào Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng sẽ đi qua đây và mình sẽ được gặp Đức Giáo Hoàng, chạm vào Đức Giáo Hoàng luôn. Bây giờ chị Lan với cả Thảo đang gần được chạm vào Đức Giáo Hoàng, nhưng mà tự nhiên ngài đang đi thẳng vào chỗ bọn chị thì tự nhiên lại rẽ và bắp lên trên, thế là hai chị em không được chạm vào đi còn được gần rồi. Đây là cái hàng xếp để đi vào trong Basilica rất là đông, thế là khi mọi người đi sớm thì xếp hàng để vào quầy an ninh này check ở đây xong mới được vào trong Basilica. Ok, sau khi đã qua quầy an ninh thì mình sẽ bắt đầu vào tòa thánh Phêrô. Rất là to và đẹp. Ngay khi bước vào sảnh của tòa thánh Phêrô thì chúng mình đã được chiêm ngưỡng cái trần nhà rất là đỉnh của chóp, rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ đi vào trong đền thánh Phêrô và sẽ ghi lại cảm xúc của mình khi lần đầu tiên nhìn thấy. Oh my god. Wow. Trời ơi. Choáng ngợp luôn. Quá đẹp, chưa nhìn kỹ nhưng mà ôi, đây chính là kiệt tác Đức Mẹ Từ Bi, The Pietà của Michelangelo, một người rất là nổi tiếng. Mọi người hãy chuẩn bị một chiếc cổ thật khỏe để chiêm ngưỡng những kiệt tác ở bên trong tòa thánh Phêrô nhé. Bởi vì là khi bước vào đây rồi thì mình chỉ có biết ngẩng cổ lên trên trời thôi.
hơi tiếc bởi vì là hôm nay có thánh lễ của Papa, cho nên là Basilica sẽ đóng cửa sớm. Mình vừa mới đi ra khỏi đền Thánh Phêrô. Cái đường này chính là đường của Thành Vatican. Đi qua đường này, đi vào đường này thì sẽ là Vatican ở bên trong đấy. Và mình đang đi ở bên ngoài. Bây giờ bọn mình sẽ đi đến Bảo tàng Vatican. Đằng sau lưng mình chính là quầy bán vé để vào thăm bảo tàng. Bảo tàng sẽ bắt đầu từ chỗ này, có chữ này điểm. Và bọn mình sẽ bắt đầu lên từ đây. Ok. Anh từ đầu đã có mũ tiện luôn. Cảnh báo nha, bởi vì là trong bảo tàng có rất là nhiều thứ nghệ thuật nên các bạn sẽ bị bội thực đấy. Đây chính là chiếc cầu thang xoắn ốc nổi tiếng ở ngay sau khi các bạn đến với nhà nguyện Sistina, thì sau đó thì các bạn sẽ đi tiếp đến cái chỗ có cái cầu thang xoắn ốc này. Mình đang ngồi ở ngoài quảng trường, mình vừa mới đi ở chỗ bảo tàng Vatican về ấy, thì quay lại nhìn dòng người xếp hàng vào trong đền Thánh Phêrô này này. Dài, rất là dài. Thế là như thế này mà dưới cái nắng buổi chiều như thế này thì chắc phải rất là lâu thì mới được vào trong đền Thánh Phêrô. Thế là rất là may là sáng nay mình đã vào rồi, lúc đấy thì không có người mấy, cho nên là bọn mình xếp hàng, không phải xếp hàng mấy, nó phát đi vào luôn. Đó, nhìn cái hàng dài thì sợ luôn. Chúng mình sẽ đi thăm các địa điểm còn lại. Sáng hôm nay là sáng ngày thứ 3, mình sẽ đến Colosseo vào ban ngày. Và đây là cái cổng công viên dẫn đến một cái view mà mọi người thường xuyên lên đấy để chụp. Từ xa thì mình có thể nhìn thấy Colosseo ở chỗ này. Bây giờ thì mình sẽ đi lại cái chỗ bờ tường đấy. Mình đã đến đài phun nước Fontana Trevi. Oh my god. Đây rồi. Wow. To hơn rất nhiều.
Fontana di Trevi sẽ là tòa Pantheon rất là to và hoành tráng. Bây giờ là tầm khoảng 12 giờ, chúng mình nghỉ chân tại Piazza Navona để nghỉ ngơi tắm nắng và ăn một chút đồ ăn nhẹ. Lưu ý của mình cho các bạn nào mà đến Vatican mà nhỡ muốn đi vệ sinh thì các bạn vào đến đây đúng không? Thì bình thường sẽ xếp hàng ở đây và sẽ làm check-in ở đây. Sau đó thì đi vào đây thì sẽ có nhà vệ sinh ở đây, ngay tại đây luôn, cái đường chỗ này. Nhưng mà thay vì là các bạn phải đi vào đây để check quầy an ninh thì một cách nhanh hơn nữa đó là các bạn đi ngược lại theo hướng này, sẽ có một cái nhà vệ sinh ở đây luôn cho các bạn, thì mình không cần phải qua quầy an ninh. Hành trình và bây giờ đang ngồi chờ xe để sẽ về đến thành phố mà mình sống. Chuyến đi Roma lần này rất là vui, nhiều bất ngờ, nhiều ngạc nhiên và cảm thấy rất là hâm mộ những cái người mà đã xây nên những cái công trình khá tuyệt vời mà mình đã được nhìn thấy ở Roma và ở Vatican. Thực sự thì rất là tuyệt vời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.